Nếu bạn đang chần chừ trước khó khăn, chắc hẳn bạn chưa đọc hết những câu nói nổi tiếng này. Hãy cùng mình xem nhé! Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn? Và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. Đam mê chính là linh hồn của tuổi trẻ. Tôi tin chắc rằng tuổi trẻ được dành để theo đuổi đam mê, không phải một chút nhỏ nhoi, run rẩy, ngập ngừng, mà phải mạnh mẽ, quả quyết tới cùng cực, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế, nên hãy cứ mơ ước một ước mơ lớn lao đến nực cười và thử một hoặc hai lần liều lĩnh đến ngớ ngẩn vì nó. Đam mê có khả năng tái tạo lại thế giới cho những người trẻ tuổi. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và có ý nghĩa. Cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi vào ngày mà tôi nhận ra có một ước mơ và theo đuổi nó đến cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự kiên trì có thể biến thất bại thành một thành tựu phi thường. Kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Thất bại khi còn trẻ là một chuyện tốt mà, bởi bạn sẽ học được rất nhiều từ nó. Và một khi bạn đã trải qua những gì tồi tệ nhất, bạn sẽ không bao giờ yếu đuối hay dễ gục ngã như ngày trước nữa. Những ước mơ không chết, chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê. Hãy cứ tiến về phía trước, không gì có thể thay thế được sự kiên trì đâu. Tài năng ư, có vô số kẻ tài năng và thất bại. Thiên tài ư, thế giới đầy những đứa con hoang được giáo dục, kiên trì và quyết đoán là đủ. Một giấc mơ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nếu chỉ trông chờ vào phép màu. Bạn cần đánh đổi bằng mồ hôi, quyết tâm và sự cố gắng. Ít nhất một lần trong đời, hãy thử làm một việc gì đó, thử cố gắng hết vì một thứ gì đó, thử thay đổi, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn làm. Một người bình thường với những giấc mơ vĩ đại luôn mạnh mẽ hơn một người chỉ biết đến thực tế. Rất nhiều người trong số chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê, sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất, vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro, thậm chí là đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi. Và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng,